Đây là phố Đao Đúc này. Điểm bắt đầu con phố Đao Đúc. Cây này cây gì? Chị làm ơn chị hỏi cây này cây gì nhỉ? Cây gì? À đấy. Có nghĩa là ở ở cái phố Đao Đúc nhà mình là toàn hàng cây này đúng không chị? Có nghĩa là à đây này. Đầu Đao Đúc có chè sạch đây này. Ai ai mà xem YouTube mà thấy là mua chè sạch này. Đấy. Cả ấm pha trà chiếc các thứ này. Đấy, này ngay đầu con phố Đao Đúc với cả ngã tư Lê Văn Hưu với cả Hàn Thuyên. Có lẩu ếch. Có xốp Phương Điên về rượu bao năm này. Lẩu ếch này thì cũng là cái thời kỳ bắt đầu là nổi tiếng của lẩu ếch. Và phở Thìn 13 Lò Đúc Hà Nội. Đấy. Cây sao nhá. Đây là cây sao. Có các bạn trẻ không thích lên hình. Đấy, các bạn ấy chạy. Đây là món ăn đường phố đây. Đây là bánh khoai. Đây gọi là bánh khoai đấy. Dùng điện để đấy. Đấy. Các anh thấy không? Con phố đây là phố Đao Đúc đấy. Chính là trồng đấy. Tại sao thời Pháp ngày xưa ta trồng xà cừ mà cây sao ấy? Các bạn thấy không? Cái rễ, thì ra nhìn cái rễ các bạn thấy. Đúng là con đường mà đấy. Quán phở Thìn rất là nổi tiếng, rất là đông. Buổi trưa rất là đông. Đấy. Phố Đao Đúc thì cũng như bao con phố khác ấy, nhưng đây là một trong con phố rất là cổ ấy. Những cái hàng cây là hàng trăm năm này. Các bạn thấy không? Cái cây xà cừ đó ấy. Cái rễ của nó này. Nó không phá vỉa hè đâu. Cái này thì mình phải đáng khen cho thực dân Pháp. Họ nghiên cứu rất kỹ về những cái hàng cây mà trồng hai bên đường. Đấy. Để làm sao nó cổ thụ và nó to mà nó không phá đường. Đấy. Nó không phá nhá. Quý vị thấy không? Nó không phá. Mình phát hiện ở phố Đúc là rất là nhiều quán chè, ta bán quán chè này. Đấy. Các loại chè ngon, có chè tôm lõn đặc biệt các thứ. Ủa, có cả loại chè tôm lõn thượng hạng ấy. Hình như có cả loại hàng triệu có không nhận. Đấy. Cái cây này có phải cây sao hả cô? À, họ nhầm người. Đấy. Cứ đi bộ thôi. À, mà các bác nào mà nước ngoài đấy, Hà Nội giờ phút này thế đấy. Phố đây là phố Đao Đúc nhá. Mình sẽ đi bộ. Hàng ngày mình sẽ đi bộ quay những cái con phố cho mọi người xem. Đấy. Quý vị thấy không? Những cái gốc cây của nó rất là chuẩn. Gốc cây nó không bị dễ chùm ấy. Nó hàng trăm năm rồi cây nó vẫn cứ mặc thẳng đứng lên nó thành cổ thụ. Đấy. Có cửa hàng đóng mới và sửa chữa giày này. Đây là những cái cửa hàng rất là lâu năm rồi các bạn. Nếu mà ai mà có giày hỏng ra đánh ra sửa chữa là mới luôn. Đấy. Thì ngoài những cái cổ kính của những cái khu phố Hà Nội thì bây giờ các bạn nên nhớ rằng là ở Hà Nội ấy, thì những cái thương hiệu mới, những cái nhãn hiệu mới liên quan đến vấn đề ẩm thực cũng xuất hiện. Đấy, ví dụ có vì thế là Five Star Coffee. Đấy. Hay là gà rán này, túc gà rán các thứ ấy, của Hàn Quốc ấy. Họ làm theo cái barem, làm theo cái thiết kế, làm cái form của nước ngoài rất là hiện đại. Chợ nông sản thực phẩm sạch Đà Lạt Mark coi. Đấy quý vị thấy không? Rất là chuẩn này. Đấy. Có thể là
Đấy, mình cứ để này. Máy sẽ này, cơm tấm Sài Gòn. Đấy, có cơm tấm Sài Gòn. Có những cái quán cà phê nhỏ nhỏ này, cà phê mang đi đấy. Cà phê take away ấy. Quán cơm mang từ các vùng miền khác đến. Đây có lẩu nước này. Đấy. Các quán lẩu. Nói chung là các bạn trẻ bây giờ của Việt Nam là rất là năng động. Đấy, cháo cá hồi dinh dưỡng các thứ này. Đấy. Đấy, có cả những cái thương hiệu Misua kem này. Nhượng quyền ấy. Một thời nổi đình nổi đám ấy. Đấy. Những cái cây này là hàng trăm năm rồi đấy, nhưng mà gốc cây đấy các bạn ạ. Nó to đâu nhưng nó không phá vỉa hè. Đấy, ngày xưa người ta nghiên cứu. Có những cây bạn thấy không? Phong rêu. Hàng cây xà cừ, những hàng cây sao. Đấy. Những quán ăn nhỏ rất là đẹp. Đấy. Các loại bánh cho giới trẻ đấy. Crepe cake. Chú đang làm bánh này. Đấy. Bánh này gọi là bánh gì hả chú? Đấy. Mọi người học tập ở các nơi về nước ngoài, các vùng miền về làm những cái bánh ngon lắm. Đây, bên này cũng có này. Crepe này. Fast food, crepe, miền Tây Bắc nước Pháp ấy, có nguồn gốc từ vùng, đấy. Các bạn nào, xúc xích phô mai này, trứng phô mai, đủ các thứ, ấy. Làm theo cái tiêu chuẩn, đấy, bánh mì, chảo, đấy, rất là hay các bạn, đủ các loại kinh doanh. Đây là một bar em mới của Hà Nội đấy. Là gốc cây sẽ được trồng những cây hoa leo. Đây là cây hoa, các bạn biết là cái hoa giấy đấy, trong miền Nam, trong đây là trường Ngọc Hân, Ngọc Ngọc Hân, Lê Ngọc Hân. Trường này là trường tiểu học. Các bạn thấy không, rất là nhiều hàng mở các cái cửa hàng ăn vỉa hè ở đây nhá. Vỉa hè đây là đá xịn đấy nhá, đây này, cái đá này là đá xịn nhá, không phải đá. Còn đây thế này. Đó. Ở đây là rượu lép gia truyền đây này. Bạn là bác là uống rượu à? Đấy. Ở đây có rượu lép gia truyền đây này, rượu Hạ Thổ này, rượu Bách Nhật, rượu Nguyệt Cầu Bắc Linh, lép vọng, rượu gạo. Các cửa hàng rau sạch, ăn sạch, xanh. Nói chung là đủ hết các bạn. Bây giờ đây có rượu rồi. Rượu chén này. Đấy, có loại rượu. Rượu chén bí, chiên béo. Trưng cất theo phong cách cổ truyền dân tộc. Đấy. Ai thích rượu ra đây mua này. Đấy, nhìn đẹp lắm. Nói chung là khi mình đi bộ ấy, thì mình sẽ thấy rằng là rất nhiều con phố của chúng ta có những cái gọi là gia truyền. Có những cái gia đình gia truyền, người ta bán hàng gia truyền. Và đặc biệt các hệ thống trái cây nhập khẩu, đặc sản vùng miền. Nhìn trang hoàng rất là đẹp. Đấy. Kia là bún hải sản. Bên kia đường bánh ướt. Nói chung là bây giờ họ nhập, họ mang từ vùng miền, các vùng miền khác đến rất nhiều những loại sản phẩm ẩm thực văn hóa khắp nơi. Đấy. Khắp nơi kinh doanh. Đây có một quán cà phê trứng đặc biệt này, muối bạc xỉu đen nâu ở 62 Lò Đúc. Cả hoa quả các thứ, nước chanh cam.
Đây là cái xấu. Đây, đây là phong cách Tây này, Lotteria này. Đấy. Các loại bánh hamburger gà rán của Hàn Quốc. Một thương hiệu lớn. Các bạn thấy xa xa kia kìa. Bún đậu giả cầy Bà Nga ở ngã tư Hòa Mã với cả Lò Đúc. Đấy là một trong những quán mà những anh bạn của mình, trong đó có cả mình, thường xuyên có một thời gian say hay buổi trưa ngồi đấy uống rượu, ăn bún đậu giả cầy. Mà rượu thì uống không phải rượu ta như bây giờ, mà hồi là uống vodka. Tại trên con phố này có nhà máy rượu vodka. Đây là ngã tư nhá, Hòa Mã, Lò Đúc và Phạm Đình Hổ. Rồi từ đấy đi ra kia, say xưa ra đấy là đi ra Nhất Thống ở Thi Sách gần không. Ngày nào cũng như ngày nào. Vì ngày xưa có một anh bạn, anh ấy khoái môn đấy, anh nhiều tiền. Anh ấy đốt tiền kinh vào những cái việc đấy. Mình thỉnh thoảng đi cùng. Có hôm mình tổ chức, không có tiền thì mình tổ chức. Nó thường là họ, anh đấy vài lần thì mình một hai lần. Đại khái vậy. Con phố này là một, đây là nhà sửa chữa loa đài rất nổi tiếng này. Các bạn nhớ nhá, ai có loa đài để sửa này, Sơn Audio, một trong những người loa nổi tiếng luôn. Nổi tiếng nhá. Đấy, ở Lò Đúc ấy, 76 Lò Đúc. Cực kỳ nổi tiếng luôn. Nói chung là bây giờ là bọn họ kinh doanh họ là nhiều thứ. Đây, xôi bánh mì các thứ này. Đây, các cô kinh doanh là xôi bánh mì các thứ. Cái gì ngon, xôi bánh mì. Cái gì cũng ngon cô nhỉ? Cái gì ngon, và phải bán ngon, phải đứng ngay trước mặt tiền này. Đây, đây là một cô bán hàng rất là ngon. Hình như có cả bánh bao kia cô nhỉ? Đây nhá, có cả dùng bằng QR code này. Không có tiền mặt thì dùng điện thoại trả tiền được. Chuyển khoản. Ăn gì không? Không, ăn rồi. Con đang đi quay. Và đang quay. Con chào cô nhé. Con cảm ơn cô. À cô cho con hỏi, cây này phải cây sao không cô? Hả? Cây này cây gọi cây tên là gì? Sao đen. Sao đen à? Có nghĩa là ở cái phố Lò Đúc này có một hàng sao đen nhiều năm rồi, hàng trăm năm rồi cô nhỉ? 200 năm. Các bạn nhớ nhá, 200 năm rồi. Mà ở đây như cũng có cả những cây xấu đúng không cô? Hả? Có cả những cây xấu đúng không? Không có, chỉ sao đen là nhiều. Sao đen là nhiều. Ê, có nhiều người sai lầm nói rằng là, mà người sang ngày xưa nghiên cứu này, 200 năm rồi mà cái gốc rễ của nó không bao phá. Nó có phá vào tường thế không cô? Hay nó cắm thẳng xuống? Và đấy, hàng sao đen nhá. Phố Lò Đúc là hàng sao đen nhá. Nhiều người cứ sai lầm ấy, nói chuyện ở trên không gian mạng thì không nắm rõ. Phải đi thực tế, mình hỏi 3-4 người rồi, mình đọc ở mạng rồi, nhưng phải 2-3-4 người rồi mình để cho chắc. Và con phố Lò Đúc này thì nó còn xa nữa cơ. Đấy, các bạn cứ đi cùng mình. Chắc là các bạn yên tâm, nó phải rơi vào tầm mười mấy phút nữa mới hết video này thôi. Kia có các bạn nhìn kia chắc Ấn Độ, India. Dạo này ở Hà Nội rất nhiều bạn Ấn Độ đi du lịch nhá. Hình như mình thu hút được các bạn Ấn Độ. Cơm tấm sườn nướng ấy, phở gà ngon, phở bò, các quán kinh doanh. Đây, ở đây có một cái chung cư trên phố Lô Đúc này. Cái chung cư này là Kingdo Building, công ty cổ phần xây dựng Kingdo, 93 Lô Đúc các bạn. Đấy. Và vẫn có những cái nhà trước đó nó che đi, nó làm cho cái building nó trở lên nó tầm thường. Đấy, đấy là những nhà riêng thì thành ra không thể là làm gì được. Vào đây. Đấy, đây là Mê Linh Cinema. Cái này là một cái dạng chiếu phim ngày xưa. Đấy, nhưng mà bây giờ các bạn ạ, hay cho thuê để làm sàn nhảy, cho thuê để làm bar,
Đấy, một thời gian rất là nhiều quán bar ở đây. Mình cũng vào ấy chơi rồi rất là nhiều lần. Và bây giờ trở thành một cái hãng phim, có nghĩa là một cái trung tâm chiếu phim. Các chị này là kinh doanh bánh cuốn, bánh đúc các thứ đủ các thứ đấy các bạn này. Đấy, trong những cái căn nhà mà các bạn nhìn bên đường ấy thôi, nếu mà sờ vào gãy tay đấy các bạn. Mình thì không biết giá, nhưng mà mình khẳng định với quý vị là sờ vào là tiền tấn tiền tỷ. Và thưa các bạn thì đây là cửa hàng bán buôn bán lẻ rượu cồn nước cất Mai Phương. Ai mua rượu ra đây này. Đây là rượu Hà Nội. Rượu Hà Nội. Ai mua rượu Hà Nội ra đây vừa nhiều loại lắm rồi. Có cả hoa quả kia có hết này. Rượu theo kiểu Hàn Quốc cũng có này. Công ty cổ phần rượu và nước giải khát Hà Nội Halico, địa chỉ 94 phố Lò Đúc nhá. Đây, to lắm. Cái này là người ta đã có tính là để di chuyển rồi nhá. Ở đây sẽ xây cái gì đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì có một thời gian quay rồi. Một thời gian là quay lại. Các bạn ạ. Vào đây. Họ đã mở những cái quán rất là đẹp. Quán rất là đẹp. Và đây là ngã tư Nguyễn Công Trứ với cả Lò Đúc nhé. Đối diện bên kia thì chắc chắn là ai làm tổng cục thuế là phải biết. Tổng cục thuế trừ tổng bộ hành chính. Và đây là tổng cục thuế Việt Nam. Nơi đây cũng có từng có những người bạn mình làm việc. Bố bạn mình cũng từng làm đến trưởng phòng. Đấy. Bạn đây là nói bạn thân nhá. Bạn chơi cũng rất là thân. Và anh ta cũng vào đây và anh ta đã ra khỏi ngành từ lâu rồi. Và mình cũng thấy rằng là có một người bạn của người anh của mình cũng bảo là anh cũng bảo có người làm đây. Ngày xưa thì trên con phố này nó có một quán. Đây mình không nhầm là quán này này. Quán này ngày xưa quán này là một trong những quán lẩu vịt, lẩu phở vịt quỳt rất là ngon. Còn có thể cái tòa nhà này là tôi không nói nhá, vì cái tòa nhà này là thuộc vị sếp trong ngành công an cũ rồi, liên quan đến ngành xuất nhập cảnh. Tổng cục trưởng, bố của ông em mình tên là Phương, một thời nhưng mà lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ nhiều năm rồi, cái đây hai mấy năm. Nếu mình không nhầm, tại vì bao năm rồi nhớ đâu được. Nhưng mà nhà anh bạn ấy có một nhà nó đúc xây rất là to đẹp cho thuê. Cơm Hải 106 Lò Đúc. Em đi quay phố. Đây là cơm mua 3 đùi tặng 1 gà sữa này. 106 Lò Đúc nha, gà rán. Ngày xưa mình nhớ không nhầm, ở góc này có một nhà hàng rất nổi tiếng, rất đắt. Mình cũng hay vào đây ăn. Năm 9 mấy đấy, hay đầu năm 2000 dẫn ABC vào đấy ăn. Ăn xong tính 1 triệu rồi đấy. Quanh quẩn 800-900 nghìn hoặc 1 triệu đấy rồi. Và thời đấy là nó to lắm. Tính ra là vài triệu bây giờ. Đấy.
cái phố này bây giờ nó trở thành một trong cái con phố, cái đoạn này này nó trở thành một trong những con phố liên quan đến vấn đề vịt quay Lạng Sơn. Đấy, phở gà này, MB Banh này, đó như tòa chung cư đã mọc lên ở trong những cái gọi là nhà máy cũ. Đây là Đô Đô, trà sữa giá rẻ đồng giá 25k. Một thời thì con phố Lò Đúc này ở đoạn cuối này giáp với Kim Ngưu thì bán rất nhiều những mặt hàng liên quan đến vấn đề nội thất. Đấy, các cửa hàng nội thất. Đấy, cơm thấu bách khoa này. Và những cái cửa hàng bây giờ họ bán hàng của các bạn trẻ hay là của những doanh nghiệp ấy, mới họ set up, họ làm mọi thứ liên quan đến mặt bằng, mặt tiền, cách bởi trang trí rất giống với nước ngoài, theo tiêu chuẩn cũng rất châu Âu. Và bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả những người đang ở hải ngoại, những việc bà con Việt Kiều cũng phải biết cái viện này là Viện Chính tế Trung ương, có một cái tên Yersin, một trong những nhà rất là nổi tiếng, một bác sĩ rất nổi tiếng thời Pháp ấy. Nó còn được gọi là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Nó chạy dài tít ra kia. Yersin xanh. Tiêm chủng trước, nếu ai tiêm chủng ở đây. Nói chung là bây giờ phố xá đấy, khi mà đi thì các bạn mới thấy đúng không? Vừa đi vừa nói chuyện thì các bạn mới thấy rằng là rất nhiều những cái cửa hàng mọc lên này. Bánh mì, xót, đông khách mà. Chẳng qua bây giờ ấy, mọi người hay than vãn là không đông khách bằng thời trước Covid ấy. Nhưng mà có những nhà ấy, bây giờ họ bán online còn nhiều hơn bán offline. Đình Thi này, các thương hiệu nổi tiếng của thế giới có mặt hết. Đấy. Nói chung là có mặt hết các bạn. Các bạn thấy tại sao mà thấy mình hỏi rất nhiều đúng không? Mình là con người như vậy. Đối với Dương Béo hỏi rất là nhiều. Có nghĩa là để mà khẳng định một điều gì ít nhất mình hỏi 3-4 người cơ. Mình mới dám khẳng định cho những điều Dương nói ra hay chắc lịch ạ. Đấy. Có thể mình còn biết rồi nhưng vẫn phải hỏi là chắc. Sợ nhầm. Anna Moi, trà và cà phê thủ công. Đấy. Họ làm những cái phong cách rất là hay. Các bạn thấy không? Và rất là đông. Có những cô gái rất là xinh. Đấy. Nhìn ánh mắt của cô ấy, nhìn anh chàng đấy là biết là rất yêu rồi. Đây, phố Thọ Lão với Lò Đúc đây. Tí nữa đi qua một nơi mình sẽ kể chuyện với các bạn rất là hay. Các bạn biết là ngày xưa tất cả các bệnh viện ấy, đặc biệt những bệnh viện lớn bây giờ như kể cả Viện Sanh Pôn, Việt Đức, bệnh viện cây số 7, tất cả những bệnh viện hay kể cả bệnh viện Dịch tễ Trung ương lại như vậy, thì do đều do thời Pháp ngày xưa ta xây dựng, ta để lại. Và kể cả bệnh viện E sau này bệnh Mai, thì các bạn phải biết rằng là những bệnh viện đấy đều có một cái nhà thờ trong đó. Hay bệnh viện Đống Đa thế, có nhà thờ trong đó, và cái nhà thờ đó luôn luôn có các sơ ở đấy, và nó có ra đấy mà đẻ đấy, các cụ mình ngày xưa mà đẻ nó đẻ ở đấy. Các bà sơ đỡ đẻ luôn. Đó là một sự thực ấy, chúng ta không thể cãi được. Nếu mà ai đã có mà gốc Hà Nội đã biết, ít nhất là không thì ở ngoại thành đều biết, tại vì ngoại thành cũng phải vào đấy để đẻ. Các cụ nhà mình hơn 100 tuổi là nó biết chuyện đấy. Và đây nó cũng có đấy, ngày xưa ở đây có rất nhiều, mình nhớ rất nhiều những người Việt Kiều mà năm 1954 người ta vào Bắc đấy, người ta vào Nam đấy. Người ta ra đây, khi người ta trở lại, người ta ra đây người ta hay đi tìm cái cây đa đấy đó. Kìa cái cây đa kìa. Và ở đây
có một nhân vật cũng rất nổi tiếng, nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Đấy. Một lần mình đi qua đây mình đã từng thấy ông đang đứng ở đấy. Đấy. Và nơi đấy là nơi mà ngày xưa ấy, các cụ mà đẻ ở đấy đấy. Thời Pháp, các nhà sơ đỡ đẻ. Cái phố này á, ngày xưa các bạn ạ, là bán nội thất nhá, bây giờ là cũng bỏ rồi. Bây giờ chuyển đi đâu hết à? Có thể chuyển một chỗ nào đó. Mình thấy có một thời là chuyển xuống Minh Khai. Nhưng sau đấy khi mà đường Minh Khai làm đường với cả là họ cũng thông đấy rồi. Và kia, các bạn thấy không? Nói chung là rất là tấp nập. Đi vào buổi trưa các bạn thấy không? Đường phố của Hà Nội rất là tấp nập. Rất là nhiều những thứ để chúng ta... Đây, các bạn thấy không? Nhìn xa xa kia đi, nhà hộ sinh. Bây giờ là trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng, nhà hộ sinh B Hai Bà Trưng. Đấy, quý vị thấy không? Có một cây đa rất là nổi tiếng. Đấy. Và đây theo nhiều người kể chuyện là các cụ mà nó từng là một cái nơi có những nhà sơ ở đấy. Đẻ đái. Đấy không kể nhá, mình cũng không biết nhá. Và cây đa này là cái mốc. Đây. Ở đây là có những cái cửa hàng vịt quay rất là nổi tiếng. Thịnh Phát vịt quay 192 cũng là một trong những cửa hàng vịt quay nổi tiếng ấy, mang về đấy. Đấy, quý vị thấy không? Rất nhiều những cái cửa hàng mọc lên theo cái tiêu chuẩn mới ấy. Vương Thủy bún riêu hải sản đấy, quý vị thấy không? Đẹp không? Tây không? Trông khác gì nước ngoài đâu. To đẹp đây. Vương Thủy bún bò riêu đấy. Đấy, những nhà cổ ngày xưa thế này, này. Cửa hàng hoa tươi nghệ thuật Kim Ngân Flower này. Ảnh cái số này. Đấy, nhà ngày xưa xây đúng kiểu này, rất đẹp. Bây giờ thay đổi nhà. Đấy, vịt quay đào đúc đây này, chủ cũ. Có cả há cảo rồi, bánh bao và chân gà tàu xì này. Đấy, hôm nào ăn chổi sể. Các cửa hàng Silver K 24/7, nó giống như 7-Eleven đấy. Đấy, nói chung là Tây ta lẫn lộn. Trường tiểu học Đồng Nhân. Thế hôm nay mình đi, nếu các bạn thấy rằng là mình đi bộ hôm nay thế là đã gần 2 tiếng rồi đấy. Vậy thì với tốc độ của mình là trung bình 4 km/h, có lúc đi 3 thì cứ thôi cho là 3 km/h đi. Đấy. Đi hơn 2 tiếng rồi thì cứ cho là 8 cây 10 cây. Đấy. Ho ho. Thưa các bạn thì chúng ta đã đến cuối cái đường Lò Đúc rồi. Đoạn này bắt đầu chúng ta mới nhìn thấy được một cái đặc trưng. Đó là bán đồ nội thất của phố Lò Đúc ngày xưa, cái thời bao cấp và thời bắt đầu phát triển. Và đặc biệt nữa, ở Lò Đúc nó có những đặc điểm như sau, mình tổng kết cho các bạn và cho quý vị, cho các anh. Đó là gì? Rượu. Có những nhà rượu ở gia truyền chuyên bán rượu. À, có quán phở nổi tiếng là quán phở 13 Lò Đúc, phở Thền. Có một quán lẩu ếch đến bây giờ tạm thời cũng là nổi tiếng, bởi vì nhiều người biết quán lẩu ếch đấy. Một quán rượu bán đồ rượu mang đi biếu cũng rất nổi tiếng, rượu Tây đấy. Đấy. Và còn lại thì đặc trưng của cơ quan ban ngành thì có bệnh viện ESIN này, trung tâm dịch tễ trung ương bây giờ đấy. Có cơ quan thuế, tổng cục thuế. Có nhà máy rượu. Đấy, đại khái thế.
Đấy, liên quan đến những cái gì liên quan đến to đẹp. Cái còn lại là những cái cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ. Và chúng ta không thể không nói đến cái phố Đông Mác, cái ngã ba phố Đông Mác này được. Và báo cáo các bạn ở đây là một nơi bán đồ ăn nhiều chục năm nay rồi, từ thời bao cấp. Cho nên nếu mà ăn ở đây phở gà ta, bún thang, các thứ này rất là ngon này. Đấy. Đấy. Khẳng định với quý vị, trong phố này buổi tối rất nhiều quán ăn ngon kia, phở bò các thứ. Tuy là như thế thôi, ngon. Rất là ngon các bạn. Và đặc biệt nữa, đầu phố Nó Đúc hay là gọi cuối phố cũng được, đoạn này đây có chả rươi Hàng Béo, một trong những nơi rất nổi tiếng về chả rươi, nhiều người không biết đâu. Đấy, đây nhá, chả rươi Hàng Béo chính hiệu 244 Nò Đúc à. Nếu các bạn là người Hà Nội phải biết phố Nò Đúc có cái chả rươi nổi tiếng. Đây, phở 59 này. Đấy, cũng ngon. ABC ở đó. Đây, phở bò 59 này. Đấy. Ok, ếch cốm. Và thưa các bạn, đây, ngày xưa nó đâm thẳng, nó không thế này đâu. Giờ phút này nó hiện đại rồi. Thì thưa các bạn, đây, nó có cầu vượt. Và nó có con đường. Ok, xin chào các bạn, xin chào các anh và xin chào tất cả mọi người Dương dừng ở đây. Và ngày hôm nay chúng ta đã đi hết con phố Nò Đúc và Dương đã chém gió với quý vị, chém trả với quý vị. Và đó là những thông tin xác thực và cập nhật mới nhất về những con phố. Xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Những con phố tiếp, bye bye và hẹn gặp lại.